Ai lên cao sơn tình bắc nghi hỏi thăm đền Chúa Nguyệt nơi nào hỏi cả phố em đi vào. Thank you.
tiền xong rồi mới được bình an. Cùng dùng đường hướng lộc tài chúa ban. Được mình an, cùng chung chung được hưởng ý lộc trời chúa ban. Ai mà khổ chân chuyên nhà đang phòng sự khuya tình thầu. Chú
biển hồ có tự bao giờ. Nguyệt hồ ân đức nhi đền thờ Chúa Tiên, dừng tung tung bắt cuốn mùa rộp bóng cánh sen hồng hồng ý. Con đi đọc hơi sương hay đâu giờ lạc phi thường hà. Nguyệt hồ Chúa bói anh linh nào thầy.
giặt giặt bóng bóng người tiên tử đang đi về đẹp làm sao. Giặt giặt bóng bóng người tiên tử sân lớp ngang đẹp làm sao. Chúng người mang ra muốn phúc hồi họ về đã tham này tiếng tốt đùa dày lòng tài đã lắm về đấy lại nhiều chúa ban cho dày rất rất nhiều cho họ đời đời giàu Thánh giá hồi cùng